Đây là giải bất phương trình nè đúng không? Bất phương trình, bất phương trình. Hay sai ở chỗ là bạn không biết x là số âm hay số dương. Nếu bạn biết số dương rồi nhân lên bình thường. Bạn biết số âm thì nhân lên thì đổi chiều cái này thôi, khỏe đúng không? Mình không biết thì mình đặt đi. Đặt fx chuyển hết cái này qua đây. Ra bao nhiêu? Bằng 4 phần x cộng cộng 1. Quy đồng mẫu đi. Ra gì? 4 cộng x phần bằng x, chốt chưa? Sau đó đây là phân tích nè. Phân tích. Phân tích là gì? Cho này bằng bằng 0, 4 cộng x bằng bằng 0. Cho này bằng bằng 0, x bằng 0. Được chưa? Thì tôi đưa x bằng nhiêu? -4 đúng không? Ở dưới x bằng 0 đúng không? Chốt chưa? Sau đó bảng xét dấu, bảng xét dấu. Hồi lớp 10 học á. Bây giờ làm chậm hay làm lẹ? Hay là một chậm trước rồi lẹ sau? Chậm trước rồi chậm. X nè. Này 4 cộng x. Thằng này x. X thì trùng với này rồi nên khỏi cần. Tiếp cả cái đống đó fx. Có kịp chỗ này chưa? Chậm á. Chút làm nhanh cho lẹ. Rồi trừ vô cùng đến. Cộng vô cùng. Xếp nghiệm. -4 không chốt chưa? Bắt đầu chết bà. Ở đây phải có chữ x nữa để thôi, phải thêm chữ x nữa, x nữa mất công mà không biết giác rồi. Tiếp bắt đầu không là nghiệm của con này đúng không? Không chốt. -4 là nghiệm này đúng không? Không, hiểu chưa? Rồi bắt đầu gạt một gạt nè. Tại sao gạt một gạt? Bởi vì nó xác định. Còn không này có xác định không? Không, mấy gạch? Hiểu, cái này mấy gạch? Cẩn thận. Một gạch thôi nha. Cái hàm fx nó mới không xác định thôi. Còn cái này vẫn xác định, thế không vô thử đi. Có kịp chưa? Rồi nhìn vô này, phương trình bậc mấy? Trong trái ngoài cùng, nghiệm nó đây nè. Trừ, cộng, cộng, hiểu. Phương trình bậc mấy? X là bậc 1. Nghiệm nó đây nè, trong trái trừ trừ cộng, hiểu nè. Phép này là phép gì? Phép chia đúng không? Phép chia thì cũng giống như phép, phép nhân trừ với trừ thành cộng. Đây cộng với trừ thành trừ, cộng với cộng thành cộng. Mà đề bài kêu gì? Có phải nhỏ hơn bằng gì đúng không? Chuyển này qua có phải nhỏ hơn bằng không không? Nhỏ bằng không là lấy dấu, dấu trừ về f x nhỏ hơn bằng không khi mà chỉ khi dấu trừ nè. Vậy là từ -4 có dấu bằng không? Không có hai gạch là dấu bằng. Vậy có dấu bằng này thấy không? Bằng x nhỏ hơn không, có dấu bằng không? Không, bởi vì hai gạch. Hiểu chỗ này chưa? Bắt đầu lẹ nè. X nè, fx nè, trừ vô cùng nè, cộng vô cùng nè, xếp nghiệm nè, -4 sao không mất nét vậy ta, -4 nè, không nè. Bắt đầu đây, đây là nghiệm của thằng nào? Nghiệm của thằng này đúng không? Nằm chân tử là gì? Không đúng không? Này nó nằm ở dưới đâu? Dưới mẫu đúng không? Hai gạch. Kịp chỗ này chưa? Bắt đầu làm lẹ nha, làm lẹ. Có chút chỉ lẹ mà máy tính. Hồi này bậc 1 với này bậc 1 nhân lại ra bậc mấy? Và số trước hai này nhân lại ra số dương hay số âm? Số dương trong trái mà bậc 2 mà có mấy nghiệm? Trong trái ngoài cùng. Trừ cộng cộng, hiểu. Cắt hai nè. Bấm y chang cái đề. Bấm đi. Bốn cộng x phần x, bấm chưa? Sau đó muốn biết này là âm hay dương thì chọn lại một số nhỏ hơn -4 đi, ra -5 ra số gì? Dấu cộng. Tiếp lấy lại số đi, -3 số âm dấu trừ. Tiếp số 1 dấu cộng, chốt luôn chưa? Cách nào dễ thì làm, các máy tính đúng không?